Thì hai bộ tem này trước giờ vẫn là những bộ tem được ưa chuộng nhiều. Các bạn thích tem nào có thể chọn tem đó. Hồi trước làm video mình đã từng nói cái tem Stay Print này là cái tem mình đau khổ nhất với nó. Tại vì cái lần đầu tiên khi dán nó mình trật dột, dán hư lên hư xuống. Tem này mình rất thích ở chỗ là nhìn cái màu sắc nó rất là hài hòa, rất là đẹp. Có màu trắng, màu đỏ, màu đen, chút xíu màu xám xám. Nhìn nó rất là hay. Cái bộ tem này thì nó chiếm rất là nhiều thời gian để dán. Tại vì nhiều mảng nhỏ quá, ghép lại, ghép mạnh lệch chút xíu là phải tháo ra dán lại. Mà nhiều khi tháo không kỹ là hư luôn bộ tem. Mẫu này đừng có quên, nó là mẫu full face 2 kính tốt nhất của hãng Rock hiện tại đang bán. Chẳng những là chất lượng tốt mà còn có giá tốt. Mua Happy thì được xài thử trong 10 ngày. Nếu thích á, thì giữ xài, còn không thích đem tới đổi nón khác thì bên mình sẽ thu lại 90% nha. Những cái nón mà dán tem decal này nó có rất là nhiều cái lợi. Chi phí dán tem rẻ mà có thể tùy biến được, dán thời gian chán lột ra, dán qua tem này mình có tới 100 mấy chục bộ tem cho các bạn tùy biến. Còn xài thời gian chán quá trời chán thì lột ra nó sẽ trả về cái màu đen bóng giống như thế này. Cái tem thì nó bảo vệ màu sơn ở trong, giống như các bạn đi trời nắng mà có áo khoác á, thì lâu ngày cái chỗ nào được che chắn nó sẽ rất là trắng, nó không có bị hư hại. Thì cái này cũng tương tự thôi, lâu lâu mình tháo ra trả về cái nón nhìn nó còn mới nguyên. Một cái màu gồm có đen, trắng, xám xám và đỏ, một cái màu thì xanh Kawasaki. Thì hai bộ tem này trước giờ vẫn là những bộ tem được ưa chuộng nhiều. Các bạn thích tem nào có thể chọn tem đó, hoặc là chọn tem này rồi thời gian chán thì qua tem khác nha. Rồi, cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại.